Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình lại đi tìm tổ chim nha các bạn. Và bây giờ mình đang ở gần tổ chim khứa bụi đầu đỏ mà ở video trước mình quay cho các bạn xem có 3 trứng đấy. Thì mình đang ở gần thì mình sẽ thăm lại luôn xem là đã nở chưa nha các bạn. Ở ngay bụi này nha các bạn này. Không biết là chim mẹ có đang ấp ở trong tổ không. Ồ, mình thăm lại không thấy còn gì luôn các bạn ơi. Mời các bạn. Wow. Đây các bạn ơi, tổ chim không còn gì luôn. Và rất là nhiều tổ như vậy nha các bạn. Rất là nhiều tổ mà mình thăm lại là không còn gì. Mình nghĩ là loài chim bìm bịp đến ăn hay là loài sóc này các bạn. Đó. Bữa trước ấy, mình có đi tìm và thấy một con chim bìm bịp nó đang ở trên tổ bách thanh ấy các bạn. Tổ đây bữa trước có 2 trứng. Và về sau mình đến nơi thì chim bìm bịp đã ăn và trong tổ không có gì nữa các bạn ơi. Wow. Rất là tiếc các bạn ơi. Tổ không còn gì. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi qua bên này nha các bạn. Vâng các bạn ơi. Mình tìm đến đây thì mình thấy chim cà cướng đang tha rác vào cây này nha các bạn này. Và tổ của nó thì ở khoảng này này các bạn. Đây các bạn này. Đó. Wow, cái tổ rất là to luôn các bạn ơi. Tổ chim cà cướng thì rất là to nhá. Đây này các bạn, rất là nhiều rác đây. Đó. Vừa nãy thì mình thấy chim bố mẹ tha rác vào nha các bạn. Và cái rác mà chim cà cướng tha về thì nhìn rất là rõ luôn nha các bạn ơi. Nó tha những cọng rác rất là to. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm ở chỗ khác nữa nha các bạn này. Vâng các bạn ơi, mình tìm đến đây thì mình thấy một ổ chim cuốc nha các bạn. Đây này các bạn ơi. Ổ cuốc 6 trứng đấy các bạn ơi. Wow, rất là hên luôn. Vừa nãy mình bước đến gần cái bụi này, mình thấy chim mẹ đang ấp trứng và bay ra nha các bạn. Một ổ chim cuốc 6 trứng mình nghĩ là ấp rồi đấy các bạn ơi. Rất là hay luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm ở chỗ khác nữa nha các bạn. Vâng các bạn ơi, mình tìm đến đây thì mình thấy một tổ bách thanh này các bạn. Đó. Chim mẹ đã bay ra khỏi tổ nhưng mà mình không biết có gì nữa. Tổ này cũng khá là cao so với cái tay với của mình. Mình với không tới nha các bạn. Chắc là bây giờ mình sẽ trèo đến đâu khoảng này đi các bạn ơi. Mình trèo lên xem là có gì nhá. Vâng các bạn ơi, mình đã trèo đến tổ này. Tổ này có 4 trứng nha các bạn. Đó, đây chính là tổ chim bách thanh. Mình tìm đến đây thì mình thấy một tổ chim bách thanh đây nha các bạn. Và tổ này thì nó ở thấp hơn rất là nhiều so với tổ vừa nãy nhá. Đó, tổ này thì nó ở ngay khoảng này thôi. Đó. Đó, các bạn thấy không? Rất là thấp so với mặt đất. Còn tổ vừa nãy thì mình phải bị trèo lên. Tổ này thì cũng ở trên cây cao luôn nha các bạn. Cây cà phê. Đó. Và vừa nãy mình qua bên dưới này, mình thấy chim mẹ bay ra. Và mình thấy rác thì mình đã vào xem nha các bạn. Tổ này cũng như tổ vừa nãy nha. 4 trứng nha các bạn ơi. Đây các bạn ơi.
Đây chính là trứng chim bách thanh và đây chính là tổ chim bách thanh nha các bạn. Đó. Rồi mình xem xong thì mình sẽ làm cái tổ nó như cũ nha các bạn. Đó. Nhìn cũng khá là ngụy trang nha các bạn này. Vừa nãy mình nhìn từ bên dưới lên thì nhìn rõ hơn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm ở nơi khác nha các bạn ơi. Vâng các bạn ơi, mình tìm đến đây thì mình thấy một tổ chim đây nha các bạn. Và tổ này là tổ chim bông lau nha các bạn ơi. Đây. Chim bông lau đây các bạn ơi. Đó, trứng chim bông lau thì nó rất là đỏ như vậy nha các bạn. Thì ba trứng thì mình nghĩ là ấp thôi nha các bạn. Và tổ này thì nó làm rất là thấp luôn. Đó. Làm trong cây cà phê rất là thấp. Rồi, rất là tuyệt vời các bạn này. Mình tìm thấy rất là nhiều tổ chim luôn trong buổi hôm nay. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chỗ khác nha các bạn. Vâng các bạn ơi, mình tìm đến đây thì mình thấy một cặp chim lạ nó đang làm tổ ở đây nha các bạn. Mình không biết là đã có chim non chưa. Thì vừa nãy mình để ý thì không biết là chim mẹ đang tha rác hay là tha mồi nha các bạn ơi. Tức là cặp chim bố mẹ. Ở đây này. Đó, đây chỗ rác đây các bạn ơi. Nếu mà rác nhiều như thế rồi thì mình nghĩ là chắc là có chim con ở đây các bạn. Nhưng mà vì là cây này khô ấy, mình không trèo lên được đâu nha các bạn ơi. Đó. Chim này thì mình thấy rất là lạ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn máy quay để xem chim mẹ về tổ và nếu mà bạn nào biết đây là chim gì thì các bạn vui lòng để lại bình luận nhé. Vâng các bạn ơi, chim mẹ đã về tổ và mình nghĩ là tổ này có chim con rồi nha các bạn. Đó, lúc mình ở dưới gốc cây thì chim mẹ với chim bố thì kêu rất là nhiều thì mình nghĩ là đã có chim con. Đó, và loài chim này thì mình thấy rất là lạ luôn. Mình mới thấy lần đầu luôn nha các bạn. Nó bay và lượn giống như là chim én với chim yến nha các bạn ơi. Đó, nhưng mà nhìn lớn hơn. Đó, rồi thì bây giờ cũng buổi trưa rồi, mình sẽ đi về đây. Và mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.